chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với mật thư với khóa 1, 2, 3, 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Với khóa này và bản tin là các chữ, thì chúng ta có thể, trong đây thì chúng ta có chữ anh không, có thể là n bằng o, số 1 có thể là bằng y, số 2 có thể là bằng s, số 3 số 3 không ạ, số 5 có thể bằng s luôn. Thì chúng ta có thể là lần lượt thay thế các điều kiện này. Tuy nhiên đối với bài này thì chúng ta không sử dụng cái phần chữ thay chữ, chúng ta theo thường một hướng khác, theo hướng là 1, 2, 3 và 5, và liên quan đến các ký tự ở đây. Thì 1, 2, 3, 5 thì chúng ta sẽ bị mất đi số 4. Chúng ta sẽ theo thứ tự là 1, 2, 3, 5. Và tất cả các chữ, các bản tin, chữ trong bản tin, các cụm từ trong bản tin đều là 7 chữ cái. Thì chúng ta sẽ nhập, lập một cái bảng gồm 7 chữ cái và điền từng cụm từ vào. Thì bây giờ thì chúng ta tiếp tục, mình sẽ ghép lại những cái chữ màu trắng và bỏ những chữ màu vàng. Chữ màu trắng ta có là M, I, N, H, F, I, E, U, N, H, A, A, A. Sau khi có đoạn này xong thì chúng ta sẽ dịch thành bạch văn. Bạch văn của nó sẽ được, của mình chúng ta sẽ được là mình vậy. Là với khóa này chúng ta cắt chữ, chúng ta được lồng vào trong các chữ cái khác để làm nhiễu đi thông tin chúng ta. Thì chúng ta cũng phải biết lập luận, suy luận, thử thành nhiều cách để chúng ta được kết quả. Thì chúc các bạn thành công.